Vào đầu những năm 80, do sử dụng chất Alaplan cho các ca phẫu thuật, bác sĩ Mudashev đã bị sa thải và thậm chí suýt bị tước bằng. Và ông đã phải lên phương Bắc làm nghề nuôi hươu. Sau đó là những năm tháng dài lê thê. Mọi cái bắt đầu từ con số 0. Tôi thậm chí đã phải ngủ một đêm ngoài nhà ga. May là tôi có một người vợ rất tốt. Cô ấy tên là Tamara. Hồi đó, chúng tôi đã phải sống bằng đồng lương còm cõi của cô ấy. Sau đó dần dần cũng khá hơn. Dần dần, bác sĩ Mudashev cũng đã trở lại được với ngành y. Cuối cùng thì người ta cũng không tước bằng bác sĩ của ông. Nhà khoa học này đã vượt qua được khó khăn và đã có thể dùng hành động để chứng minh được công hiệu của chất Alaplan do ông sáng chế. Ông đã thực hiện một loạt các ca phẫu thuật thành công, trả lại thị lực cho những bệnh nhân tưởng chừng như đã không còn hy vọng. Theo đặc thù nghề nghiệp thì tôi rất hay bị chấn thương. Đó là số phận của tất cả các diễn viên làm xiếc thú. Và một trong những chấn thương như vậy đã khiến tôi bị mù. Tôi đã tới gặp những bác sĩ giỏi nhất cả trong lẫn ngoài nước, cả ở Paris, Marseille. Khắp nơi người ta chỉ trả lời tôi đúng một câu: trường hợp của bà không thể phẫu thuật được và bà sẽ không bao giờ nhìn thấy thứ gì được nữa. Bác sĩ Mudashev đã thực hiện một ca phẫu thuật cực khó, có sử dụng chất Alaplan và đã trả lại thị lực cho diễn viên xiếc thú Teresa Durova. Các bạn biết không, tôi đã không thể cầm được nước mắt. Trời ạ, tôi lại được nhìn thấy. Trước tiên, tôi đã thấy được gương mặt của người đem lại ánh sáng cho người mù. Đó quả thực là một niềm hạnh phúc mà chắc hẳn các bạn không bao giờ có thể hình dung nổi. Tất nhiên, giáo sư Mudashev cũng đã rất hạnh phúc bởi bệnh nhân của ông đã được chữa khỏi. Tuy nhiên, vị bác sĩ này cũng không thể yên lòng được bởi vì người ta vẫn tiếp tục coi những ca phẫu thuật sử dụng chất Alaplan của ông như một điều kỳ diệu. Điều bí ẩn về tác động giữa hai loại vật chất sống và chết đến nay vẫn chưa được khám phá. Tôi nghĩ ra chất Alaplan từ khi còn là sinh viên, có lẽ là do trực giác. Hồi đó tôi nghĩ tôi đã hiểu hết về chất Alaplan rồi. Tuy nhiên, càng nhiều năm trôi qua và càng có nhiều bệnh nhân được chữa khỏi bằng chất này, thì tôi càng hiểu rõ rằng mình chưa biết tí gì về phát minh của chính mình cả. Câu chuyện của vị Lạt Ma Tây Tạng vẫn chưa thể giải thích đến cùng được cơ cấu hoạt động của chất Alaplan. Song các nhà khoa học đã phát hiện được một điều còn quan trọng hơn thế nhiều. Tôi cho rằng điều có ích ở đây chính là việc người ta có thể suy nghĩ về những điều không nằm trong khuôn khổ bình thường mà người ta quen thấy. Có đấng toàn năng hay không? Rất có thể. Có sự sống trên các thiên hà khác ngoài trái đất hay không? Rất có thể. Suy nghĩ về những vấn đề như vậy luôn có ích, bởi như vậy chúng ta sẽ không bị trì trệ, bó buộc theo một kiểu tư duy cứng nhắc. Tây Tạng, Himalaya. Đây là một vùng đất đặc biệt với khả năng diệu kỳ là mở rộng nhận thức của con người, giúp họ nhìn cuộc sống theo một cách khác, vượt ra khỏi khuôn khổ sẵn có và lắng nghe cái mà một số người gọi là lời tâm sự của thần linh. Những người khác thì gọi là tín hiệu từ vũ trụ hay giọng nói của tổ tiên. Tại đây, ở trên núi cao, là một cuộc sống hoàn toàn khác hẳn, không có chút gì giống so với đời sống thực dụng của loài người hiện đại. Đây, trên mặt hồ Laplace này luôn luôn có bão. Những cơn bão không lúc nào ngừng lặng. Trong khi đấy, chỉ cách đó có 5 km thôi, chính tại eo đất này, lại luôn luôn lặng gió. Hàng trăm năm nay, chúng ta đã coi những người mà chúng ta thấy ở Tây Tạng là những con người kỳ lạ. Ở họ, có một cái gì đó mà không người dân nào ở nơi khác có được. Cặp mắt của họ, quan niệm kỳ lạ của họ về cuộc sống, những gì mà họ nói với chúng ta coi đó là cổ tích. Song với họ, đó chính là cuộc sống. Ở Tây Tạng, lần đầu tiên giáo sư Mudashev và những người đồng hành của ông được biết tới khái niệm Samadhi. Đó là một trạng thái giữa sự sống và cái chết.
Theo các lời thiền sư Tây Tạng, thì những người ở trạng thái Samadhi có thể tồn tại hàng triệu năm mà không bị già đi. Dường như họ chỉ chìm vào giấc ngủ dài và có thể tỉnh lại vào một ngày đẹp trời. Khi đó, cơ thể họ lại tiếp tục hoạt động như trước. Phải chăng chất Alaplan cũng hoạt động theo những nguyên tắc đó? Những nguyên tắc bao gồm trong đó cả cơ chế kích thích sự tái sinh của mô. Điều làm cho giáo sư Mundashek và những người bạn đồng hành của ông ngạc nhiên hơn cả lại là việc câu chuyện về trạng thái Samadhi lại có cơ sở thực tiễn. Dường như ở Tây Tạng có những cái hang trong đó có những người ngồi thiền ở trạng thái này, và đó hoàn toàn không phải là những người bình thường. Vào thời Đạt Lai Lạt Ma thứ 5, trong khi xây dựng một ngôi chùa, người ta đã phải xẻ núi làm đường. Và trong quá trình đó, họ đã tìm thấy một cái hang bị bịt kín. Trong đó có 5 người Atlan. Ngay cả ở tư thế tọa thiền, họ cũng đã có chiều cao hơn 2 mét. Ngày nay vẫn còn tồn tại các hang núi nơi người ta ngồi thiền ở trạng thái Samadhi. Chỉ có những người đặc biệt mới biết những nơi này. Hiện giờ tôi đang có mặt tại trung tâm thành phố Kathmandu, thủ đô nước Nepal, tại một ngôi đền có tên gọi là Monkey Temple. Và ngay tại đây, trên ngọn núi này, trên lãnh thổ của ngôi đền này, có một cánh cửa, và khi đi vào bên trong, lại có thêm một cánh cửa nữa. Cánh cửa thứ hai này dẫn vào trong một cái hang Samadhi. Không ai được phép vào trong hang Samadhi đó. Chúng ta có thể bước qua cánh cửa này, nhưng chỉ chưa đầy 2 mét nữa sẽ là vùng cấm, không ai được phép bước qua. Trong khi giáo sư Mundashek và những người bạn đồng hành cố gắng lọt vào trong những cái hang Samadhi bí ẩn, thì Tamara Gorbachev đang đến các bệnh viện mà cô có thể tới, và ở đâu cô cũng chỉ nhận được đúng một câu trả lời: y học hiện chưa có khả năng trả lại thị lực cho cô. Lúc này Tamara vẫn chưa biết tí gì về chất Alaplan cũng như người sáng chế ra chất này. Cô không thể tưởng tượng nổi là tia hy vọng nhỏ nhoi lại đến với cô từ vùng đất Tây Tạng xa xôi. Cuộc thám hiểm tới Tây Tạng của giáo sư Mundashek đã được các đồng nghiệp của ông trong ngành nhãn khoa đánh giá một cách hết sức nghi ngờ. Một vị bác sĩ nổi tiếng lại đi tìm lời giải đáp cho một vấn đề mang tính chất chuyên môn thuần túy ở Tây Tạng. Liệu như thế có phải là quá vô lý không? Vị bác sĩ này tự cho mình là pháp sư Tây Tạng chắc. Ngày nay người ta vẫn còn tranh luận rất gay gắt về những ca phẫu thuật có sử dụng chất Alaplan của ông, mặc dù kỹ thuật này được áp dụng tại rất nhiều bệnh viện trên thế giới. Có lẽ đó là bởi vì chưa có một ngành khoa học nào, y học, sinh học hay vật lý học đủ khả năng lý giải cơ cấu hoạt động của chất này. Các bạn biết không, tại đây chúng ta lại gặp phải một vấn đề về mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật trong y học. Tôi cho rằng y học trước hết phải là một ngành khoa học, bởi vì y học cần các chỉ số cụ thể về số lượng, chứ không chỉ có chất lượng. Ta không thể nói loại thuốc nào đó, kể cả chất Alaplan, có thể có ích cho tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi mọi lúc, như người ta vẫn thường quảng cáo trong một loạt các ấn phẩm khoa học chính luận. Theo tôi, như vậy không đúng. Ở Tây Tạng, người ta nói rằng không phải ai cũng có thể được biết những kiến thức cổ xưa, mà chỉ có người nào muốn và có tư chất thì mới có thể nghe thấy được những lời thì thầm đó của bậc tổ tiên để lại. Cuộc thám hiểm của giáo sư Mundashek đã đem lại một số kết quả có tính thực tiễn cao, mặc dù chúng có vẻ giống như phép màu hơn. Chúng tôi đã nghe nói tới những câu chuyện truyền thuyết của người Himalaya về hồ nước sống và hồ nước chết trên núi cao. Chúng tôi cảm thấy điều này rất thú vị, và chúng tôi đã đặt tên cho cuộc thám hiểm này là cuộc thám hiểm tìm kiếm nước sống và nước chết. Chúng tôi đã tìm thấy hai cái hồ như vậy, và thậm chí đã lấy được mẫu nước ở đó về. Chúng tôi đã đưa mẫu đó vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu, thì đúng là có sự khác biệt đối lập giữa hai mẫu nước, nếu xét về ảnh hưởng của chúng đối với cấu tạo của các tế bào. Sau đó, chúng tôi còn tiến hành nhiều cuộc khảo sát khác và cũng đã thu được thành công nhất định. Sau khi trở về từ Tây Tạng, bác sĩ Mundashek đã có một quyết định rất táo bạo. Đó là quyết định tiến hành phẫu thuật ghép mắt. Và có thể tất cả những điều đó đều không phải ngẫu nhiên. Nói chung, Chúa Trời luôn mách bảo cho những con chiên bé mọn của mình từ trên trời. Và Đức Chúa Trời không mách bảo bằng lời nói, mà bằng một lời thì thầm. Lời thì thầm đó thấm dần vào người bạn.
và bằng cách nào đó khiến bạn phải chú ý đến điều này điều nọ. Cứ như thế. Giáo sư Mundashek đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm một bệnh nhân chấp nhận thử ghép mắt. Và người đó là cô gái người Kiev tên là Tamara Gorbachova. Cô gái này đã không còn cơ hội nào khác. Năm 17 tuổi, do di chứng của một căn bệnh quái ác, cặp nhãn cầu của cô đã bị khô và teo lại bằng hạt đỗ. Từ đó cô gái này đã phải sống trong bóng tối. Tất cả các bệnh viện và các bác sĩ mà Tamara tìm tới đều từ chối không nhận bệnh nhân khó chữa này. Tuy nhiên, cô gái vẫn tin tưởng sẽ có một phép màu trả lại cho cô cặp mắt và ánh sáng. Bác sĩ Mundashev đã phải chuẩn bị cho ca phẫu thuật này suốt một năm trời. Đó là một quãng thời gian hết sức khó khăn. Tin đồn về việc vị bác sĩ này định tiến hành phẫu thuật ghép mắt đã gây khó chịu cho không ít chuyên gia. Các đồng nghiệp của ông ở Moscow đã phản ứng ngay tức thì. Họ nói ông sẽ làm tổn hại đến thanh danh của ngành nhãn khoa nói riêng và toàn bộ nền y học Nga nói chung. Ca phẫu thuật này sẽ không được phép tiến hành bởi nó không bao giờ được phép tiến hành. Tuy nhiên, cũng mới cách đây không lâu, người ta cũng không tin vào một khả năng phẫu thuật ghép tim. Vậy mà ngày nay, đó đã là một ca phẫu thuật quen thuộc, tuy rất phức tạp. Hơn nữa, không phải giáo sư Mundashek sáng chế ra chất Alaplan một cách vô căn cứ, mà ông đã có rất nhiều người tiền nhiệm tài năng. Bệnh viện của chúng tôi đang nghiên cứu và phát triển công nghệ riêng là công nghệ ghép mắt có sử dụng chất Alaplan. Công nghệ này có nguồn gốc lịch sử lâu đời. Những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành khoa học này là các nhà khoa học lỗi lạc của Nga. Tôi có thể gọi ra các tên tuổi lớn như Pikorov, Spashakukovsky, Yudin, Filatov và nhiều nhà khoa học khác. Mỗi người trong số họ lại có những đóng góp nhất định vào việc phát triển một mặt nào đấy của công nghệ ghép mô. Bác sĩ Mundashev đã lưỡng lự rất lâu. Rủi ro trong trường hợp này rất cao và ông vẫn chưa thực sự biết chất Alaplan sẽ có tác dụng như thế nào. Nếu ca phẫu thuật không thành công thì thất bại đó sẽ có tác hại nghiêm trọng tới danh tiếng của bác sĩ phẫu thuật cũng như của trung tâm y tế do ông điều hành. Tôi không thể quyết định ngay là sẽ phẫu thuật cho cô ấy. Tôi đã lên lịch gặp Tamara rồi lại hủy trong suốt 3 tháng liền. Tôi toàn giải thích với cô ấy bằng một lý do duy nhất rằng tôi chưa sẵn sàng. Còn cô ấy thì tiếp tục chờ đợi và hy vọng. Bác sĩ Mundashev rất cần có sự ủng hộ. Và thật bất ngờ, sự ủng hộ đó lại đến từ phía các nhà sinh học. Lúc đó họ đang bắt đầu nghiên cứu một môn mới về di truyền học. Bộ môn khoa học này đã giúp phần nào giải thích hoạt động của chất Alaplan. Các nhiễm sắc thể của chúng ta có khả năng xây dựng trước hình ảnh 3 chiều của bất cứ sinh vật nào, trong đó có cả con người. Và sau đó các vật chất được đổ vào để làm đầy cái khuôn đã được đựng sẵn đó. Theo lý thuyết, thì các tế bào của các bộ phận khác nhau trên cơ thể dường như ghi nhớ được chức năng của mình và trong một số điều kiện nhất định có khả năng phát triển để trở thành mô xương, chẳng hạn, hoặc trở thành giác mạc. Chất Alaplan, theo dự đoán, lại có khả năng khởi động quá trình tái tạo mô. Không thể khẳng định rằng các nhà sinh học đã giải thích được bí ẩn về chất Alaplan. Tuy nhiên, theo quan điểm của họ thì ca phẫu thuật ghép mắt là hoàn toàn có thể thành công. Chúng tôi đã khuyên bác sĩ Mundashev thế này: anh hoàn toàn có thể thực hiện ca phẫu thuật tái tạo mắt. Hãy tin chúng tôi. Chỉ cần có võng mạc, chất Alaplan và đôi bàn tay vàng của anh là mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp. Và ông ấy đã tin chúng tôi. Ngày 28 tháng 1 năm 2000, cuối cùng thì giáo sư Mundashev cũng đã quyết định ghép mắt cho Tamara Gorbachova. Ca phẫu thuật bắt đầu. Trong khi phẫu thuật, bác sĩ Mundashev đã bất ngờ nhớ lại chuyến đi tới Tây Tạng của mình. Trong khi phẫu thuật, có những giây phút không thể lý giải nổi. Tôi đã ghép được một dải Alaplan và phía bên trong con mắt được ghép rồi. Và tôi phải khâu mất độ 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Sau đó thì trong lòng tôi cảm thấy không yên. Và tôi đã phải ra ngoài hút thuốc. Lúc đó tôi thấy rất bồn chồn lo lắng. Nhưng sau đó tôi đã trở lại phòng phẫu thuật và khâu một mạch xong tất cả.
Lúc đó tôi đã dùng chất Alaplan để tạo ra những chiếc gương thời gian như tôi đã được thấy ở Tây Tạng. Те самые зеркала времени, которые я видел в городе богов на тебе.